Hello anh em nha. Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một sản phẩm của Workro. Đây, của Workro. Có giá là chỉ có 147.000 thôi. Mã của nó là W022004. Hôm nay giới thiệu cho anh em bộ lục giác 4 5 size từ 1.5 cho tới 4 nè. Đó. Anh em xem qua. Ở đây thì mình lấy ra cho anh em coi ha. Rất là tiện lợi luôn. Đây, còn bên đây á thì mình có 3 size lớn nữa. Thì từ 5 cho tới 8 cho anh em sử dụng. Đó, rất là cứng cáp. Đây, dạng này là dạng lục giác bi nha anh em. Đó, lục giác bi á mình có một cái tiện lợi ở đây á là mình dặn thẳng được nè. Đó, đây là mình sử dụng thẳng được hoặc là mình nghiêng góc 15 độ vẫn dặn được luôn. Là lục giác bi. Đó, chất liệu của nó là CRV. Đó là bóng cho anh em, với lại là một phần sẽ hỗ trợ reset cho anh em, là anh em sử dụng trong thời gian dài vẫn có độ bóng nhất định, là không có reset anh em bảo quản tốt. Ở đây là có 5 đầu nè, từ 1.5 nha, nhắc lại nha, là từ 1.5 cho tới 4 cho anh em luôn nè. Ở đây bên đây thì mình có 3 đầu lớn là từ 5 cho tới 8, từ size 5 cho tới size 8 là anh em là dùng thoải mái luôn. Đó. Ở đây á, là được cuốn gọn ở trong cái bộ này luôn rồi. Lúc mà anh em xài á, là không sợ bị rơi rớt hay là gì hết. Là mình xài tới size nào là mình lấy ra mình xài xong rồi mình dẹp vô, rất là tiện lợi luôn nè. Đó. Còn bên đây á, mấy size lớn nè, nhìn rất là cứng cáp luôn cho anh em nha. Rồi, nếu mà anh em có nhu cầu á thì mình liên hệ đến số điện thoại ở trên đây cho mình nha. Đó, chào anh em.